hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa dần trở lại bình thường, đã giúp thị trường lao động trên cả nước nói chung và Hưng Yên nói riêng đang từng bước được phục hồi, nhất là những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động luôn tăng cao. Dù những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nay vẫn tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên các doanh nghiệp, thị trường lao động, việc làm và cả nền kinh tế, nhất là khi thời điểm chỉ còn ít tháng nữa sẽ kết thúc năm 2020, đặt ra những thách thức lớn để thị trường lao động có thể phục hồi. Nhưng qua ghi nhận thực tế thì hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều lĩnh vực ngành nghề đang có những tín hiệu tốt, các ngành nghề lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường. Trong những phiên giao dịch việc làm gần đây tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp đến tham gia tuyển dụng lao động mới để khôi phục sản xuất. Đợt Covid vừa qua thì bên mình cũng bị ảnh hưởng về cái lực lượng lao động, đặc biệt là cái đội ngũ mà tư vấn bán hàng. Thế do vậy mà đợt này bên mình cần nâng thêm cái số lượng tuyển dụng khoảng 15 lao động. Hiện tại ngành nghề chính của bên em là kinh doanh mặt hàng tôn và ống thép của tập đoàn Hoa Sen, thiếu vị trí nhân viên phát triển thị trường tại địa bàn tỉnh Hưng Yên. Em đến với Trung tâm Dịch vụ Việc làm mong muốn là tìm được những ứng viên đáp ứng công việc của tập đoàn. Một số lao động do dịch COVID-19 nên phải ngừng việc hoặc mất việc làm. Nay, khi doanh nghiệp có đơn hàng, được tiếp nhận công việc mới và thu nhập ổn định trở lại đều rất phấn khởi. Do dịch bệnh COVID ấy, cho nên là em đã xin nghỉ việc và đến Trung tâm Giới thiệu Việc làm hôm nay để đăng ký thất nghiệp và cũng như là tìm kiếm các cơ hội việc làm. Thì hôm nay đến Trung tâm thì em đã tìm được việc làm tại công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Tôi cũng đã tìm được công việc, nói chung là rất là phù hợp với công việc của mình. Hiện tại đang làm là chuyên ngành kế toán và là kế toán công nợ ở công ty Anh Đức. Tôi rất là phấn khởi và rất là vui. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, ngoài việc giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tăng tần suất từ 2 phiên giao dịch việc làm lên 4 phiên một tháng nhằm kết nối, khai thác thông tin thị trường lao động và tư vấn học nghề, việc làm cho người lao động được kịp thời. Chỉ tính riêng tháng 10 vừa qua, Trung tâm đã tư vấn việc làm cho gần 1.900 người, tăng gấp 3 lần so với những tháng đầu năm. Trong đó giới thiệu việc làm mới cho gần 300 người. Thời điểm hiện nay thì các cái doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ thì có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn so với các cái đơn vị khác. Thời gian tới, cái nhu cầu sử dụng lao động phổ thông của các cái doanh nghiệp không còn nhiều như trước đây nữa. Đặc biệt là tại tỉnh Hưng Yên thì đang hình thành các cái khu công nghiệp công nghệ cao. Và nếu như người lao động muốn tham gia và trụ vững ở lĩnh vực này, phải có ý thức cho việc trang bị cho mình một cái ngành nghề nhất định, nâng cao cái kỹ năng nghề để đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt. Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, thì 2 tháng cuối năm nay và những tháng đầu năm 2021, nhu cầu tuyển dụng lao động tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh cũng như nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ dần tăng trở lại. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, góp phần giúp kinh tế địa phương sớm phục hồi.